Không biết là bên ban tổ Dạ chức Bảo Bình có thấy slide không? dạ em vẫn thấy rõ được slide của anh ạ. À rồi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục ha. Như vậy á, thì cái khuynh hướng và cái tỷ lệ suy tim với phân số tống máu bảo tồn đang gia tăng tại các nước châu Âu, và cụ thể là theo nghiên cứu của tác giả Shimokawa, nghiên cứu trên nhóm đối tượng bệnh nhân châu Á tại Nhật Bản thì cho thấy là cái tỷ lệ này cũng đang gia tăng. Từ năm 2000 cho đến năm 2004 thì có đến 50,6% bệnh nhân Nhật Bản đã được chẩn đoán là suy tim với phân số tống máu bảo tồn. Và sau đó 4 năm kế tiếp, từ năm 2006 đến 2010 thì tỷ lệ này tăng lên là 68,7%. Và chúng ta nhìn trên hình đó thì chúng ta thấy đó là trong từng cái khoảng phân tuổi dưới 65, từ 65 cho đến 74 hoặc là lớn hơn hoặc bằng 75 tuổi, thì trong tam phân vị này thì tỷ lệ suy tim với phân số tống máu bảo tồn nó vẫn cứ tiếp tục, nó càng đang càng ngày càng gia tăng bất chấp và cái nhóm tuổi nào. Và độ tuổi hay là những cái lớn tuổi đó được xem đó, nó là một cái yếu tố nguy cơ đối với suy tim phân số tống máu bảo tồn. Rút trích dữ liệu từ ba công trình nghiên cứu là Cardiovascular Health Study, công trình nghiên cứu Framingham và nghiên cứu Prevent cho thấy trong nghiên cứu Cardiovascular Health thì cái tỷ lệ cái tuổi trung vị được chẩn đoán suy tim đó với phân số tống máu bảo tồn là 73 tuổi, trong nghiên cứu Framingham là 58 tuổi và nghiên cứu Prevent là 49 tuổi. Thì cái độ tuổi nó khác nhau tùy vào cái đối tượng dân số nghiên cứu của mỗi nghiên cứu tiến hành là khác nhau. Nhưng mà chung quy lại đó thì chúng ta thấy hầu hết bệnh nhân đều ở độ tuổi từ trung niên trở lên là trên 40 tuổi. Cái tỷ lệ tử vong của suy tim với phân số tống máu bảo tồn thấp hơn với suy tim do phân số tống máu giảm. Chúng ta có thể thấy đó là đối với suy tim phân số tống máu giảm thì theo cái phân tích gộp của tác giả Lam cho thấy trên 1.000 bệnh nhân thì có 109 bệnh nhân suy tim số tống máu giảm sẽ tử vong. Nhưng mà cái tỷ lệ này đối với suy tim với phân số tống máu bảo tồn là 75%, là 75. Như vậy thì những cái yếu tố nào được xem là những cái yếu tố tiên đoán tử vong trên bệnh nhân suy tim với phân số tống máu bảo tồn? Người ta thấy độ tuổi, nguyên nhân gây suy tim là do bệnh tim thiếu máu cục bộ, cái phân độ NYHA cao, cái huyết áp tâm thu thấp và nồng độ NT-proBNP, nó là năm cái yếu tố tiên đoán khả năng tử vong hay là sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân suy tim với phân số tống máu bảo tồn. Cái tỷ lệ nhập viện ở bệnh nhân suy tim với phân số tống máu bảo tồn đó nó có phần nó thấp hơn so với suy tim có phân số tống máu giảm. Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Chen cho thấy là đối với tỷ lệ mà tái nhập viện vì suy tim thì dù cho suy tim với phân số tống máu bảo tồn thì cái tỷ lệ nó có phần nó thấp hơn so với suy tim với phân số tống máu giảm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đó là xét chung quy lại tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện vì suy tim tiến triển của suy tim phân số tống máu bảo tồn thì nó thấp hơn so với suy tim phân số tống máu giảm. Tuy nhiên thì cái tiên lượng dài hạn lâu dài của suy tim với phân số tống máu bảo tồn nó lại xấu hơn so với các bệnh lý tim mạch khác. Vậy chúng ta cần phải làm rõ nha. Về cái mặt tỷ lệ tử vong và nhập viện vì suy tim thì suy tim với phân số tống máu bảo tồn nó có phần thấp hơn suy tim với phân số tống máu giảm. Tuy nhiên về cái tiên lượng lâu dài đó thì suy tim với phân số tống máu bảo tồn có tiên lượng xấu hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn so với các bệnh lý tim mạch khác như là tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc là bệnh mạch vành tim. Và qua rất nhiều công trình nghiên cứu như là Action, Accord, On Heart hoặc là những cái công trình nghiên cứu chuyên biệt đối với nhóm bệnh nhân suy tim có phân số tống máu bảo tồn như là I Preserve, Sham Preserve hoặc là nghiên cứu Deep Pep đều cho thấy cái kết quả là như vậy. Và theo cái phân tích gộp của theo phân tích gộp Amstutz County đó thì trong vòng 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 thì cái tỷ lệ nhập viện vì suy tim phân số tống máu giảm hay là suy tim với phân số tống máu bảo tồn nó đều không thay đổi theo thời gian. Trong nghiên cứu SAM Preserved là một cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả và vai trò của can đề sắc tăng
trong việc giảm tỷ lệ tử vong hoặc là giảm tỷ lệ nhập viện trên bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn. Thì nghiên cứu Charm Reserve cho thấy rằng đó là cái số lần nhập viện của bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn nó đưa ra được một cái yếu tố tiên đoán dự hậu lâu dài cho bệnh nhân. Hay nói một cách khác đó, là những bệnh nhân nào suy tim với phân số tế bào bảo tồn có số lần nhập viện trong năm cao thì sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm bệnh nhân có số lần nhập viện thấp hơn. Và nghiên cứu Charm Reserve cho thấy là tỷ lệ nhập viện nó liên quan đến sự tăng cái tỷ lệ tử vong và tái nhập viện trên bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn. Như trên slide này chúng ta thấy, trong nghiên cứu Charm Reserve nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân suy tim có EF lớn hơn hoặc bằng 50%, thì cái đường màu đen đây là những cái bệnh nhân mà đã từng có nhập viện trước đó, cái đường màu xanh bên dưới là những bệnh nhân chưa từng được nhập viện. Thì chúng ta thấy là xét trên các khía cạnh như là tái nhập viện, tỷ lệ tử vong chung, tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch vân vân, thì những bệnh nhân nào mà đã từng có nhập viện thì đều có tỷ lệ tử vong cao hơn, tái nhập viện cao hơn, tử vong do nguyên nhân tim mạch cao hơn so với những bệnh nhân chưa từng được nhập viện. Như vậy thì theo nghiên cứu Charm Reserve thì nhập viện do cái bệnh cảnh suy tim nó là một cái yếu tố tiên đoán tử vong trên bệnh nhân suy tim có phân số tế bào bảo tồn. Và thời gian gần đây thì có một cái nghiên cứu khá là nổi tiếng, đó là nghiên cứu Paragon HF. Trong nghiên cứu Paragon HF, người ta đánh giá về hiệu quả và vai trò của cái nhóm ACD trong điều trị suy tim với phân số tế bào bảo tồn. Thì trong nghiên cứu Paragon HF cho thấy là cái kết quả cũng khá là tương đồng với nghiên cứu Charm Reserve, có nghĩa là những bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn mà đã từng nhập viện thì tỷ lệ tái nhập viện cao hơn, tỷ lệ tử vong cũng sẽ gia tăng. Như chúng ta có thể thấy trên hình này thì cái đường màu xanh đây là những cái bệnh nhân đã từng nhập viện trong vòng 30 ngày. Cái đường màu vàng bên dưới đó là những cái bệnh nhân chưa từng nhập viện về suy tim. Thì chúng ta thấy là cái yếu tố hay là cái tần suất cộng dồn những cái biến cố về tim mạch của bệnh nhân đã từng nhập viện trong vòng 30 ngày trở lại đây cao hơn hẳn so với những cái bệnh nhân chưa từng được nhập viện. Như vậy thì qua kết quả của công trình nghiên cứu Charm Reserve hoặc là Paragon HF thì chúng ta có thể thấy rằng nhập viện đã từng được nhập viện nó là một cái yếu tố tiên đoán tử vong và tái nhập viện trên bệnh nhân suy tim có phân số tế bào bảo tồn. Ngoài ra, trong nghiên cứu Paragon HF, người ta còn cho thấy những bệnh nhân nào có nồng độ NT-proBNP cao thì những cái bệnh nhân đó cái tỷ lệ tái nhập viện hoặc là tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cũng sẽ gia tăng. Người ta thấy suy tim với phân số tế bào bảo tồn á, nó là một cái bệnh nó xuất hiện trên nền bệnh nhân có nhiều bệnh động mạch. Và nghiên cứu trên nhóm đối tượng bệnh nhân suy tim ở châu Á thì người ta thấy được rằng đó là có những cái bệnh lý động mạch sau đây nó hay xuất hiện trên những bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn. Đó là béo phì mà bệnh nhân lại không có phải là loại bệnh nhân đái tháo đường mà thuộc cái thể gầy, những bệnh nhân có rối loạn về chuyển hóa, là những cái bệnh nhân đó mà có cái chất lượng cuộc sống thấp vân vân, thì nó đều làm cho cái tỷ lệ mắc suy tim với phân số tế bào bảo tồn sẽ gia tăng. Và đặc biệt trên cái nhóm đối tượng bệnh nhân châu Á đó thì người ta thấy là những cái bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn mà trẻ tuổi thì có cái tỷ lệ tử vong cao gấp 3 lần so với những cái bệnh nhân ở độ tuổi trung niên hoặc là lớn tuổi. Như chúng ta thấy là cái đường màu xanh ở phía trên này là cái nhóm bệnh nhân suy tim với phân số tế bào bảo tồn mà nhỏ hơn 55 tuổi. Và cái đường mà màu hồng này đây là 55 đến 64 tuổi, đường màu xanh lá cây là 65 đến 74 tuổi, và cái đường màu vàng là những bệnh nhân mà cao tuổi, là đại não là lớn bằng 75 tuổi. Thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà nhỏ hơn 55 tuổi thì có cái tỷ lệ tử vong thuộc đứng đầu là cao nhất. Và nghiên cứu Paragon HF là một cái nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm
có cái dân số nghiên cứu lớn nhất hiện nay trên nhóm bệnh nhân suy tim có phân số tan máu bảo tồn. Thì tùy vào mỗi một cái khu vực địa lý sẽ cho thấy là có những cái bệnh động mạch khác nhau. Ví dụ đối với khu vực Bắc Mỹ đó thì cái bệnh động mạch chủ yếu sẽ là béo phì, đái tháo đường, bệnh mạch vành. Còn đối với những cái nhóm mà bệnh nhân mà châu Á đó thì thường thường đó cho thấy là suy tim phân số tan máu bảo tồn nó hay gặp trên những bệnh nhân mà trẻ tuổi nè, hoặc là những cái bệnh nhân mà đã từng có nhập viện do cái bệnh cảnh suy tim tiến triển. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp cho các anh chị về cái sinh lý bệnh của suy tim với phân số tan máu bảo tồn. Về định nghĩa của suy tim với phân số tan máu bảo tồn theo OST đó, Hội Tim Mạch Học Châu Âu, thì để chẩn đoán suy tim trước hết là bệnh nhân phải có triệu chứng cơ năng có thể kèm hoặc không kèm theo triệu chứng thực thể. Và để xếp nhóm bệnh nhân là suy tim với phân số tan máu bảo tồn hoặc là suy tim với phân số tan máu trung gian thì EF của bệnh nhân phải lớn hơn hoặc bằng 40%. Trong đó, nếu EF của bệnh nhân từ 40 đến 49% thì người ta xếp nhóm của bệnh nhân là suy tim với phân số tan máu trung gian. Còn lớn hơn hoặc bằng 50% thì được gọi là suy tim với phân số tan máu bảo tồn. Tuy nhiên, cái thuật ngữ suy tim với phân số tan máu bảo tồn xuyên suốt trong cái bài trình bày ngày hôm nay sẽ bao gồm những đối tượng bệnh nhân có EF lớn hơn hoặc bằng 40%. Và theo tiêu chuẩn của OST để chẩn đoán một bệnh nhân có suy tim với phân số tan máu bảo tồn, đòi hỏi bệnh nhân phải có cả 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải có triệu chứng cơ năng của suy tim. Cái thứ hai là EF lớn hơn bằng 40%. Cái thứ ba là có sự tăng nồng độ của peptide thải natri như là BNP hoặc là NT-proBNP, và bệnh nhân phải có những cái dấu chứng cho thấy là cấu trúc tim đã bị thay đổi như là bệnh nhân đã có phì đại thất trái hoặc là bệnh nhân đã có giãn nhĩ trái trên siêu âm tim, hoặc là trên siêu âm tim chúng ta đánh giá cái chức năng tâm trương thất trái cho thấy là chức năng tâm trương thất trái đã bị ảnh hưởng, đã bị thay đổi. Cơ chế bệnh sinh của suy tim với phân số tan máu bảo tồn hiện tại vẫn còn là một dấu chấm hỏi, có nghĩa là cơ chế nó vẫn chưa có rõ ràng. Trong đó người ta ghi nhận có bốn cái cơ chế chính. Thứ nhất là do sự sơ hóa và phì đại thất trái. Điều này nó rất hay gặp trên những cái bệnh nhân có tăng kháng lực đường ra thất trái như là tăng huyết áp hoặc là hẹp van động mạch chủ và những bệnh nhân có bệnh mạch vành. Ta thấy rằng là tăng huyết áp hoặc là hẹp van động mạch chủ đó thì cái thất trái nó sẽ đáp ứng bằng cách là nó dì đồng tâm và dẫn hướng tâm. Do đó nó sẽ làm thu nhỏ vùng thất và đồng thời tổng khối lượng cơ thất trái nó sẽ gia tăng. Do đó cái tiến trình tâm trương nó sẽ bị ảnh hưởng và sẽ bị thay đổi. Khi mà tổng khối lượng cơ thất trái gia tăng nhưng mà mạch vành lại không thể tăng sinh, dẫn đến một hệ quả là khối cơ thất trái gia tăng nhưng nó hoạt động trong một điều kiện nó bị mất cân bằng kén cân cung cầu oxy của cơ tim. Nên một thời gian sau, cái hiện tượng apoptosis là sự chết có lập trình của tế bào sẽ gia tăng và cơ tim sẽ bị sơ hóa. Rối loạn chức năng tâm trương và tâm thu. Rối loạn chức năng tâm trương thì chúng ta đã dễ hiểu rồi ha. Rối loạn chức năng tâm trương thì nó có thể đưa đến suy tim tâm trương, đó là bệnh cảnh của suy tim với phân số tan máu bảo tồn. Tuy nhiên, qua nhiều công trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng đó là những bệnh nhân suy tim tâm thu hay là suy tim với phân số tan máu giảm, người ta vẫn có rối loạn chức năng tâm trương đi kèm. Như vậy thì thực tế ra đó, cái suy tim với phân số tan máu giảm hay là suy tim với phân số tan máu bảo tồn đôi khi nó không có tách bạch hoàn toàn với nhau. Chúng ta dựa vào ES để chúng ta phân định bệnh nhân là suy tim với phân số tan máu giảm hay là suy tim với phân số tan máu bảo tồn, chúng ta lấy cái mốc là 40. Tuy nhiên thì những bệnh nhân suy tim với phân số tan máu giảm vẫn có rối loạn chức năng tâm trương thất trái chứ không phải là không. Một cái yếu tố thứ ba nữa là mất cân bằng thần kinh thể dục. Mất cân bằng thần kinh thể dục nó hay gặp trên những cái đối tượng bệnh nhân có những cái nguyên nhân nó làm tăng hoạt tính giao cảm hoặc là tăng hoạt tính của hệ renin angiotensin aldosterone. Chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân đái tháo đường sẽ có cái cơ chế là nó tăng hoạt tính của cái hệ renin angiotensin aldosterone gọi là hệ RAS. Khi cái nồng độ angiotensin trong máu tăng cao thì nó sẽ gây ra cái tình trạng sơ hóa phì đại tế bào cơ tim. Và một cái cơ chế cuối cùng nữa người ta đưa ra là do sự giảm đàn hồi của tế bào cơ tim và tăng gánh tâm trương thất trái. Thí dụ như trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị hở van động mạch chủ, hở van động mạch chủ thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng là tăng gánh tâm trương thất trái. Do đó hở van động mạch chủ thì nó có thể nó làm cho thất trái giãn
Về lâu về dài nó có thể gây ra suy tim tâm thu, nhưng trước khi suy tim tâm thu nó xuất hiện, có thể nó xuất hiện cái tình trạng rối loạn đổ đầy của thất trái. Và khi mà chúng ta làm siêu âm đánh giá cái chức năng tim của bệnh nhân, chúng ta thấy bệnh nhân sẽ có rối loạn chức năng tâm trương có trước khi có sự xuất hiện của rối loạn chức năng tâm thu. Và những cái yếu tố này nó sẽ tác động trên tim, nó sẽ gây tái cấu trúc tim, từ từ nó sẽ gây suy giảm chức năng thất trái, tiến triển nặng dần theo thời gian. Và đến một cái giai đoạn nào đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng trên lâm sàng. Bệnh nhân có khó thở khi gắng sức, ngưỡng gắng sức có thể giảm dần. Bệnh nhân sẽ có khó thở khi nằm. Và khi này ta sẽ nói bệnh nhân là có suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Như vậy thì các anh chị nên lưu ý rằng là để chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, đòi hỏi bệnh nhân thứ nhất phải là có những cái bệnh lý nền. Mà những bệnh lý nền này nó đã tác động lên tim, nó gây sự thay đổi cấu trúc của tim và nó phải làm cho bệnh nhân có triệu chứng trên lâm sàng. Như vậy nếu như một người nào đó có những cái bất thường như là dày đồng tâm thất trái vân vân, có rối loạn đổ đầy thất trái, rối loạn chức năng tâm trương thất trái vân vân, nhưng chưa có triệu chứng suy tim trên lâm sàng, thì khi này ta chỉ nói bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm trương thất trái, ta chưa nói bệnh nhân có suy tim tâm trương hay là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Như vậy thì để chẩn đoán suy tim đòi hỏi phải có triệu chứng cơ năng. Và suy tim với phân suất tống máu bảo tồn đó nó hay đi kèm với những cái bệnh đồng mắt. Người ta thấy rằng đó là hút thuốc lá nè, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, béo phì, đái tháo đường vân vân, nó là những cái yếu tố nguy cơ tiến triển đến suy tim, bao gồm cả suy tim với phân suất tống máu giảm hay là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Và người ta thấy suy tim với phân suất tống máu bảo tồn nó hay gặp trên những cái cơ địa nào, những cái đối tượng bệnh nhân nào. Thứ nhất là lớn tuổi, cái thứ hai là tăng huyết áp, thứ ba là đái tháo đường, thứ tư nữa là béo phì, thứ năm nữa là bệnh mạch vành. Như vậy thì các anh chị nên nhớ ha, chúng ta cứ xòe năm ngón tay ra: lớn tuổi, tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, bệnh mạch vành, đó là những cái yếu tố nguy cơ tiến triển đến suy tim với phân suất tống máu bảo tồn trong tương lai. Do đó nếu như chúng ta gặp những đối tượng bệnh nhân này, người ta nhập viện vì khó thở tăng dần, vì ngưỡng gắng sức người ta giảm dần, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta siêu âm tim ra, chúng ta thấy ES bệnh nhân vẫn còn tốt, trên 40%, thì khi này chúng ta nên làm thêm những cái xét nghiệm khác như đó, đánh giá về cấu trúc hình thái của tim, đánh giá về chức năng tâm trương thất trái, để chúng ta ra được một cái kết quả xem bệnh nhân này có thật sự là bị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn hay không. Song song đó, chúng ta nên đo luôn cái nồng độ của những cái peptide tích lợi mình thải natri như là BNP hoặc là NT-proBNP. Người ta thấy cái rối loạn chức năng của vi tuần hoàn vành đó nó cũng khá là hay gặp trong suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Và cái kết quả từ công trình nghiên cứu của HF người ta làm cái siêu âm đánh giá cái độ đàn hồi của tim và người ta đo được cái phân suất dự trữ vành, thì người ta thấy rằng có một cái tình trạng rối loạn chức năng nội mạc của cái tế bào cơ trơn của cái mạch vành. Và khi mà cái rối loạn chức năng nội mạc này nó có thể đưa đến một cái tình trạng là nó có thể nó to thắt những cái mạch vành, những cái nhánh xuyên sâu, và nó gây ra một cái sự rối loạn chức năng của vi tuần hoàn vành. Và trên những cái nhóm đối tượng bệnh nhân này đó, thường là bệnh nhân người ta sẽ có những cái triệu chứng của suy tim, nhưng mà khi mà chúng ta làm siêu âm tim á, thì ES của bệnh nhân thì lại bình thường. Người ta đo một hoạt tính của một cái chất, mà nồng độ của một cái chất người ta gọi là protein kinase lệ thuộc CMP vòng, tắt là cGMP-PKG. Thì cái protein kinase lệ thuộc GMP vòng này đó, nó là một cái phân tử protein, nó góp phần vào cái tiến trình tâm trương thư giãn cơ thất trái. Và người ta thấy rằng đó là những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn có nồng độ và hoạt tính của protein kinase lệ thuộc GMP vòng thấp hơn so với những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm. Và có một cái điều lý thú là cái việc điều trị bằng các nhóm thuốc acne bao gồm sacubitril và valsartan đã cho thấy làm tăng được cái nồng độ của protein kinase lệ thuộc vào GMP vòng. Nghĩa là trong cái nghiên cứu Paradigm đó, người ta đo cái nồng độ GMP vòng trong nước tiểu
sau 4 tuần khởi trị với sacubitril và valsartan so với cái nhóm bệnh nhân được điều trị với enalapril, thì người ta thấy là nhóm bệnh nhân được điều trị bằng sacubitril và valsartan có nồng độ GMP vòng trong nước tiểu cao hơn so với nhóm bệnh nhân được điều trị với enalapril, và cái sự tăng nồng độ GMP vòng này kéo dài cho đến cả 8 tháng sau khi bệnh nhân được điều trị. Nghiên cứu thứ hai nữa là nghiên cứu Pioneer. Trong nghiên cứu Pioneer thì những bệnh nhân được điều trị với sacubitril và valsartan so với nhóm bệnh nhân được điều trị với enalapril thì vẫn cho thấy là cái nồng độ GMP vòng trong nước tiểu gia tăng, kết quả khá là tương đồng với kết quả của nghiên cứu Paradigm. Chúng ta đã biết về cái cơ chế sinh lý bệnh của suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Ta biết được những cái đối tượng bệnh nhân nào dễ bị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Chúng ta biết được những yếu tố nguy cơ, chúng ta biết được những cái bệnh đồng mắc vân vân. Chúng ta biết luôn cả tiêu chuẩn chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn theo SD. Tuy nhiên thì cái việc chẩn đoán HFpEF này nó vẫn còn có nhiều cái thách thức. Và những cái thách thức đó là gì? Thứ nhất là cái sự chủ quan của thầy thuốc. Đôi khi người ta lại phớt lờ hoặc là người ta không chú ý đến suy tim với phân suất tống máu bảo tồn trên một bệnh nhân người ta có khó thở diễn tiến phù hợp với suy tim, mà suy âm tim ra ơ ghép lại không có giảm. Cái thứ hai nữa đó là do hiện tại cái vấn đề những cái yếu tố nguy cơ của HFpEF nó đang trở thành một đại dịch, như chúng ta thấy là tăng huyết áp nè, béo phì, đái tháo đường, bệnh mạch vành vân vân, cái tỷ lệ bệnh nhân đang càng ngày càng gia tăng trên toàn cầu, và chính số lượng bệnh nhân, số lượng người bị nhiều quá nên tổ chức y tế thế giới gọi đây là những cái bệnh mang tính chất là đại dịch. Và chính vì những cái bệnh này nó là những cái yếu tố nguy cơ của HFpEF, và chính vì vậy đó cái tần suất của HFpEF nó đang càng ngày nó càng gia tăng. Cái việc của bác sĩ của chúng ta là chúng ta có phát hiện được HFpEF trên những cái đối tượng bệnh nhân đó hay là không. Một cái vấn đề kế tiếp nữa là do cái sự chủ quan hay là cái việc điều trị của bệnh nhân. Tại vì khi mà nói đến điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn thì có một cái điều nó không hay, không hay là cho đến thời điểm hiện tại chưa có một cái liệu trình điều trị nào đã được chứng minh là giảm tỷ lệ tử vong. Do đó thì nếu như bệnh nhân mà được chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, dẫn đến là nhiều bác sĩ cho rằng là hiện bây giờ chính vì chưa có một cái phương thức điều trị nào đã được xem là giảm tỷ lệ tử vong hết, nên thành thử ra câu như cái bệnh này không có phương thức hay không có thuốc để điều trị. Nhưng mà đây là những cái quan điểm hết sức là sai lầm. Một hồi nữa trong phần điều trị thì chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm. Một cái vấn đề nữa đó là do cái sự phức tạp của một cái bảng điểm để chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Thực tế ra thì khi cùng một cái vấn đề, có người thì nó dễ, có người thì nó khó. Thí dụ như là chúng ta ra đường, chúng ta gặp một cô gái, có người thì nói là cô này xinh đẹp, có người nói cô này nhìn rất là bình thường. Thì có một cái thang điểm giúp cho chúng ta tiếp cận chẩn đoán được suy tim với phân suất tống máu bảo tồn là thang điểm H2FPEC. Thì một hồi nữa tôi sẽ nói trao đổi thang điểm này với các anh chị. Thì có một số bác sĩ cho rằng cái thang điểm này khá là phức tạp, nhưng mà thực ra đó trong cái thực lâm sàng của tôi và cũng như là nhiều bác sĩ khác thì chúng tôi nhận định thang điểm này khá là dễ áp dụng chứ không phải là phức tạp. Ngoài ra đó là chúng ta thiếu mất một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Chẩn đoán này hầu như là chúng ta chủ yếu dựa vào triệu chứng cơ năng, dựa vào sự tăng nồng độ của BNP hoặc là NT-proBNP chứng tỏ là có sự tăng sức căng thành của thất trái, và chúng ta thấy được là có sự thay đổi cấu trúc của cơ thất trái nhưng mà chức năng co bóp thất trái thì lại bình thường. Có nghĩa là chúng ta không có một cái tiêu chuẩn nào rất là rõ ràng mà giống như là chúng ta đã loại trừ đi với suy tim với phân suất tống máu giảm, ta chẩn đoán người này là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Và cái sự phức tạp trong cái vấn đề siêu âm tim để đánh giá cái chức năng tâm trương thất trái của một bệnh nhân. Đánh giá chức năng tâm thu thất trái thì tương đối dễ dàng. EF chúng ta có thể đo bằng siêu phân hoặc là tectone, nếu như nó giảm thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này có suy tim với phân suất tống máu giảm. Tuy nhiên thì để đánh giá được cái tiến trình tâm trương của bệnh nhân thì nó hơi phức tạp một chút. Nó đòi hỏi là người bác sĩ này phải có những cái kỹ năng nhất định về cái siêu âm tim để đánh giá cái chức năng tâm trương của bệnh nhân. Rồi.
Như vậy thì chúng ta có nhiều khó khăn trong cái việc chẩn đoán suy tim với phân suất tâm máu bảo tồn như vậy đó. Vậy thì chúng ta chẩn đoán dựa vào cái gì? Chúng ta chẩn đoán suy tim có phân suất tâm máu bảo tồn dựa trên cơ chế sinh lý bệnh hay là dựa trên cái khía cạnh lâm sàng của bệnh nhân? Ví dụ như nếu mà chúng ta nói trên cái khía cạnh mà sinh lý bệnh á, có nghĩa là bệnh nhân này có cái tình trạng áp Các địa phương có lực trách nhiệm bố ngủ trí đầy các địa ngủ phương đang gia tăng. thực hiện chính sách ngân sách trung ương không hỗ trợ. Việc thực hiện hỗ trợ phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 tới đây. Có nghĩa Việc chắc là tổng nhờ hợp Bảo Bình báo tắt cáo hết. Dạ rồi em tắt rồi anh Duy ơi, anh Duy mở mic lên lại đi ạ. À. Dạ anh Duy Rồi, ơi. như vậy thì chúng ta Dạ chẩn vâng. đoán suy tim với phân suất tổng áo ơi rồi chúng ta chẩn đoán suy tim với phân suất tổng áo bảo tồn đó dựa trên cơ chế sinh lý bệnh hay là dựa trên cái khía cạnh hay là bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân. Nếu như để chẩn đoán xác định suy tim với phân suất tổng áo bảo tồn mà dựa trên sinh lý bệnh á thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải thông tim và đo áp lực động mạch vào bích. Vì sao vậy? Tại vì để chẩn đoán suy tim với phân suất tổng áo bảo tồn nó đòi hỏi phải có sự tăng áp lực đổ đầy của thất trái. Nhưng bây giờ làm sao tôi biết được áp lực đổ đầy thất trái tăng bây giờ? Chỉ có nước là tôi làm thông tim can thiệp, tôi đo áp lực động mạch vào bích, tôi mới biết là áp lực đổ đầy thất trái có tăng hay là không thôi. Còn nếu mà dựa trên cái khía cạnh lâm sàng của bệnh nhân à, thì à, dựa trên khía cạnh lâm sàng của bệnh nhân đó thì đôi khi nó lại có những cái triệu chứng chồng lắm so cùng với những cái bệnh lý nền mà bệnh nhân đang mắc. Thí dụ như là bệnh tim thiếu máu cục bộ nè, hoặc là bệnh nhân có thiếu máu. Do đó đó thì người ta thấy những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tổng máu bảo tồn mà có béo phì thì hay có những cái tình trạng là có bệnh lý mạch máu phổi đi kèm nè, hoặc là có sự xơ cứng động mạch vân vân, có rối loạn chức năng nội mô vân vân. Do đó thì nếu như mà chúng ta chẩn đoán suy tim phân suất tổng máu bảo tồn mà chỉ dựa trên cái khía cạnh lâm sàng là cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân, những cái bệnh đồng mắt á, thì nó lại khó, là tại vì những cái bệnh đồng mắt người ta cũng có những cái triệu chứng tương tự như vậy đó. Như vậy thì nó đưa ra những cái khó khăn trong cái vấn đề chẩn đoán như vậy. Còn nếu như mà theo OSC để chẩn đoán suy tim với phân suất tổng máu bảo tồn đòi hỏi phải có tại đầy đủ cả ba thành phần. Cái thứ nhất là bệnh nhân phải có triệu chứng suy tim sung huyết. Cái thứ hai là ES phải bình thường hoặc là có bằng chứng rối loạn chức năng tâm trương thất trái trên siêu tim. Cái thứ ba là có bệnh tim cấu trúc phù hợp, à, như là chúng ta siêu âm ra chúng ta thấy có dày đồng tâm thất trái, hoặc là chúng ta thấy là có giãn nhĩ trái trên siêu tim. Và có một cái xét nghiệm mà chúng ta rất hay sử dụng trên lâm sàng để chẩn đoán bệnh nhân suy tim dù là phân suất tổng máu giảm hay phân suất tổng máu bảo tồn, đó là các peptide lợi niệu thải natri BNP hoặc là NT-proBNP. Thì theo OSC, BNP và NT-proBNP nó có giá trị chẩn đoán cho cả suy tim với phân suất tổng máu giảm và suy tim với phân suất tổng máu bảo tồn. Thì cái ngưỡng cắt để chẩn đoán suy tim với phân suất tổng máu bảo tồn dựa vào BNP thì người ta lấy cái ngưỡng là 35 picomol trên ml, còn NT-proBNP là 125 picrogram trên ml. À, xin lỗi các anh chị, sau slide nó không chạy tiếp được. Bên ban tổ chức hỗ trợ không biết có vấn đề trục trặc gì không mà slide lại không chạy được nữa. Dạ anh có thể anh ngừng xe rồi sau đó anh xe lại anh ơi. Dạ rồi, tụi em thấy lại slide rồi ạ. À.
không đi. Hai cái thơ. Và do có những cái khó khăn trong cái vấn đề mà chẩn đoán suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn như vậy đó, thì các tác giả của Mayo Clinic đã đưa ra một cái thang điểm để giúp cho chúng ta có thể tiệm cận đến cái chẩn đoán suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn. Đó là thang điểm H2PET. H2PET này đó thì dựa trên các thông số sau đây. Cái thứ nhất là nếu như mà bệnh nhân này thừa cân béo phì với BMI lớn hơn 30kg trên mét vuông da thì ta tính là 2 điểm. Nếu bệnh nhân đang điều trị với ít nhất hai loại thuốc hạ áp thì được tính là một điểm. Bệnh nhân này có rung nhĩ thì là rung nhĩ kịch phát hoặc là rung nhĩ dai dẳng thì được tính là 3 điểm. Bệnh nhân này có những cái bất thường, bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi dựa trên các thông số siêu âm tim thì được tính là một điểm. Bệnh nhân này có tuổi lớn hơn 60 là một điểm. Và bệnh nhân có cái rối loạn đổ đầy thất trái, cụ thể là cái chỉ số E trên E phẩy trên siêu âm tim mà trên 9 thì được tính là 1 điểm. Và tổng cộng lại á thì sẽ có tất cả là 9 điểm. Và nếu như mà cái số điểm càng cao thì cái xác suất tiên đoán dương của cái suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn nó sẽ gia tăng. Như vậy thì nếu như mà một bệnh nhân nào đó mà có tất cả là 9 điểm thì cái xác suất người này bị suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn là trên 95%. Thì cái thang điểm H2S này có thể giúp cho chúng ta tiếp cận chẩn đoán những cái trường hợp mà bệnh nhân suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn bên cạnh cái khuyến cáo hay là cái hướng dẫn của Hội Tim Mạch học châu Âu. Phần tiếp theo thì tôi sẽ được trình bày về cái điều trị suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn hiện nay. Thì theo guideline của ST năm 2016 đó, thì chính vì suy tim phân suất tấm máu giảm và suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn có những cái bệnh đồng mắc. Do đó chúng ta phải điều trị những cái bệnh đồng mắc này. Và xung huyết phổi hay là khó thở là một cái triệu chứng chủ đạo đối với suy tim phân suất tấm bảo tồn. Nên thuốc lợi tiểu là cái thuốc được khuyến cáo để điều trị giảm triệu chứng xung huyết trên bệnh nhân suy tim có phân suất tấm bảo tồn. Và trên những cái bệnh nhân suy tim phân suất tấm bảo tồn mà có độ lọc cầu thận trên 30ml một phút trên 1,73m2 da, mà bệnh nhân này hiện tại kali máu không có tăng, nồng độ kali máu dưới 5mmol trên lít, hoặc là cái creatinine nhỏ hơn 2,5mg trên decilit, chúng ta có thể xem xét khởi trị với nhóm thuốc lợi tiểu kháng aldosterone và cái mức khuyến cáo là 2B. Chúng ta nhìn qua về các cột mốc trong điều trị suy tim thì chúng ta thấy rằng á, phía trên đây là suy tim với phân suất tống máu giảm. Kể từ năm 1990 cho đến năm 2014, chúng ta có rất nhiều công trình nghiên cứu. Chúng ta có những cái nghiên cứu khởi thủy ban đầu là dựa trên ức chế men chuyển. Sau đó là chúng ta có nghiên cứu dựa trên thuốc đối kháng thụ thể. Chúng ta có nghiên cứu dựa trên nhóm thuốc chẹn beta giao cảm, lợi tiểu kháng aldosterone. Và gần đây nhất là chúng ta có cái nhóm thuốc acne. Chúng ta thấy rất là nhiều công trình nghiên cứu đã được chứng minh hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong, giảm triệu chứng suy tim, giảm số lần nhập viện vì suy tim nặng lên đối với nhóm bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm. Tuy nhiên, nhìn lại thì chúng ta thấy số lượng công trình nghiên cứu dành cho nhóm đối tượng bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn khá là khiêm tốn. Chúng ta có những 4 cái công trình nghiên cứu trước đây được gọi là bản lề đối với suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, là nghiên cứu SHAM Reserve, iPreserve, PEP-CHF và TOPCAT. SHAM Preserve đánh giá hiệu quả và vai trò của can để sạc tăng, iPreserve đánh giá vai trò của RB sạc tăng, PEP-CHF đánh giá về hiệu quả vai trò của thuốc ức chế men chuyển pyrimidine, và TOPCAT đánh giá hiệu quả vai trò của spironolactone. Và có một cái điều đáng buồn là sao, là 4 công trình nghiên cứu này đều cho thấy thuốc đối kháng thụ thể, ức chế men chuyển hoặc là lợi tiểu kháng aldosterone nó đều không làm giảm được tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn. Như vậy thì có một cái tia hy vọng nào mới dành cho nhóm bệnh nhân suy tim với phân suất tấm máu bảo tồn hay không? Câu trả lời là có. Paramount
là một cái nghiên cứu pha 2 mà đã cho thấy được là cái kết quả nghiên cứu này đưa ra một cái tín hiệu khả quan đối với bệnh như suy tim với phân số tumor bảo tồn. Đó là gì? Là cái nhóm thuốc acne, sacubitril và valsartan làm giảm được nồng độ của NT-proBNP, cải thiện được cái khả năng gắn sức của bệnh nhân thông qua phân độ NIHA và làm giảm được cái kích thước của nhĩ trái trên siêu âm tim. Và gần đây nữa là chúng ta có cái nhóm thuốc ức chế kênh đồng vận natri glucose tại ống thận mà chúng ta hay gọi là cái nhóm ức chế SGLT2. Cái nhóm thuốc này đầu tiên là được sử dụng điều trị cho những bệnh nhân đái tháo đường. Sau đó người ta thấy là có giảm được những cái kết cục tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường, giảm được cái tần suất suy tim của bệnh nhân. Và người ta đã nghiên cứu nhóm thuốc này trên những cái bệnh nhân suy tim với phân số tumor bảo tồn và chúng ta đang chờ đợi kết quả của nghiên cứu ERA Reserve hoặc là DELIVER. Tôi xin quay lại về nghiên cứu Paramount. Paramount là một cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả làm giảm được cái nồng độ NT-proBNP trên bệnh nhân suy tim có phân số tumor bảo tồn. Như phần đầu của cái bài nói tôi đã trình bày á, thì rõ ràng số lần nhập viện hay là bệnh nhân đã từng có nhập viện trước đó hoặc là cái nồng độ NT-proBNP cao, nó là cái yếu tố tiên đoán tử vong, yếu tố tiên đoán nhập viện tái phát trên bệnh nhân suy tim với phân số tumor bảo tồn. Như vậy câu hỏi được đặt ra là liệu rằng nếu điều trị làm giảm được cái nồng độ NT-proBNP, nó có cải thiện được cái kết cục cho bệnh nhân suy tim phân số tumor bảo tồn hay không? Nó có làm giảm được triệu chứng cho bệnh nhân suy tim có phân số tumor bảo tồn hay là không? Thì chúng ta sẽ thấy Paramount trong nghiên cứu này, người ta sử dụng nhóm acne so sánh với valsartan chứ không phải là giả dược. Và sau 5 tuần điều trị thì cái nồng độ NT-proBNP trên nhóm bệnh nhân được điều trị bằng acne thấp hơn, giảm hơn hẳn so với cái nhóm được điều trị với valsartan. Và cái sự giảm này kéo dài cho đến tuần thứ 12 của liệu trình điều trị. Và song song đó thì cái thể tích nhĩ trái trên siêu âm tim của những bệnh nhân được điều trị bằng nhóm acne giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân được điều trị bằng valsartan. Như vậy thì kết quả của công trình nghiên cứu Paramount cho thấy rằng là điều trị bằng nhóm acne làm giảm được cái nồng độ NT-proBNP, làm giảm được cái thể tích nhĩ trái trên siêu âm tim và dẫn đến một hệ quả là nó cải thiện được cái triệu chứng suy tim của bệnh nhân, làm tăng được cái mức độ gắn sức của bệnh nhân thông qua cái phân độ NIHA. Chúng ta có thể thấy rằng là cái sự cải thiện cái khả năng gắn sức là làm giảm được cái phân độ NIHA của bệnh nhân đó, trong cái nhóm bệnh nhân được điều trị bằng nhóm acne so với nhóm điều trị bằng valsartan nó thật thấp hơn. Và ở tuần 36 thì chúng ta thấy là cái nhóm bệnh nhân được điều trị bằng acne có tỷ lệ giảm cái phân độ NIHA thấp hơn so với nhóm được điều trị bằng valsartan. Tuy nhiên thì nó chưa có đạt ý nghĩa thống kê, đạt ý nghĩa để đòi hỏi B nó phải nhỏ hơn 0.05, còn cái này là B bằng 0.05, có nghĩa là nó cũng tiệm cận đến cái việc mà nó đạt được cái ý nghĩa thống kê. Paragon HF là một nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi so sánh về cái hiệu quả và vai trò của nhóm acne trong việc làm giảm được tỷ lệ tử vong hoặc là nhập viện vì suy tim. Thì trong nghiên cứu Paragon HF này đó, thì những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn được phân nhóm điều trị bằng valsartan với cái liều 100, tối đa là 160mg 2 lần một ngày, và một nhóm thứ hai là được điều trị bằng acne với cái liều tối đa là 200mg 2 lần một ngày. Tiêu chí đánh giá chính ba là tiêu chí cộng gộp bao gồm là tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì suy tim và tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch. Tiêu chí phụ là cải thiện được cái khả năng gắn sức của bệnh nhân ở tháng thứ 8 của tiến trình điều trị và cải thiện được cái khả năng gắn sức dựa trên cái thang điểm bộ câu hỏi Kansas City và thời gian khi xuất hiện cái biến chứng suy thận và cái thời gian xuất hiện cái tử vong chung của bệnh nhân. Thì trong nghiên cứu Paragon HF này đó, thì người ta đưa vào
nghiên cứu là những cái bệnh nhân lớn bằng 50 tuổi và có phân suất tống máu thất trái lớn bằng 45%. Những bệnh nhân này có triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể của suy tim, tức là đi he đòi hỏi phải là từ 2 đến 4. Và bệnh nhân này cần phải được điều trị với thuốc lợi tiểu ít nhất là 30 ngày trước khi được đưa vào nghiên cứu. Bệnh nhân này phải có bằng chứng của bệnh tim cấu trúc trên siêu âm tim, như là bệnh nhân này có giãn nhĩ trái hoặc là có phì đại thất trái, và bệnh nhân này phải có tăng nồng độ của cái BNP, có tăng nồng độ của NT-proBNP. Và loại trừ là những cái bệnh nhân có suy tim phân suất tống máu giảm nè, những cái bệnh nhân mà trong thời gian gần đây người ta đã có suy tim mức phụ cấp, bệnh nhân có cái huyết áp thấp, huyết áp tâm thu dưới 110 mm thủy ngân, hoặc là bệnh nhân này có cơn tăng huyết áp với huyết áp lớn bằng 180 mm thủy ngân. Thì kết quả của nghiên cứu Paragon HF cho thấy cái tiêu chí chính có nghĩa là làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện vì suy tim và tỷ lệ tử vong đó, thì giữa nhóm mạc ni và nhóm pha sạc tăng nó không có khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, nếu như mà xét về phương diện tiêu chí phụ cho thấy là những bệnh nhân được điều trị bằng nhóm mạc ni làm giảm được cái triệu chứng của suy tim, cải thiện được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân có ý nghĩa thống kê so với nhóm được điều trị bằng pha sạc tăng. Cái thứ hai nữa đó là cái thời gian mà kể từ khi điều trị cho tới khi bệnh nhân xuất hiện được những cái bất thường về chức năng thận hoặc là suy thận, thì chúng ta thấy là cái nhóm được điều trị với acne có tỷ lệ suy thận thấp hơn hẳn so với nhóm được điều trị bằng pha sạc tăng. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tử vong chung á, thì không có khác biệt giữa hai nhóm. Như vậy nói tóm lại, kết quả của công trình nghiên cứu Paragon HF cho thấy được điều gì? Thứ nhất là cái tỷ lệ tử vong và nhập viện vì suy tim của nhóm điều trị bằng acne khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị bằng vasatan. Tuy nhiên, nhóm điều trị bằng acne lại có cái khả năng gắng sức tăng lên, triệu chứng suy tim giảm và cái tỷ lệ suy thận thấp hơn so với nhóm được điều trị bằng vasatan. Còn về cái tiêu chí an toàn thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân có tụt huyết áp đó, có nghĩa là bệnh nhân có huyết áp tâm thu dưới 100 mm thủy ngân, thì cái nhóm được điều trị bằng acne nó cao hơn. Cái thứ hai nữa đó là cái sự tăng cái nồng độ mà creatinine trong máu, thì cái nhóm acne lại thấp hơn so với nhóm được điều trị bằng vasatan. Còn cái tỷ lệ phù mặt thì trong cái nhóm điều trị bằng acne nó cũng cao hơn so với là vasatan. Tôi thông qua những cái slide này đi ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho các anh chị tiếp theo về cái nghiên cứu mới vừa được công bố trong ESC năm 2020 vừa rồi. Đó là nghiên cứu Parallax. Parallax là một cái nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên, và cái tiêu chí đánh giá chính của cái nghiên cứu này đó là trên những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn điều trị với acne, có liệu rằng là có làm giảm được cái nồng độ NT-proBNP sau 12 tuần điều trị hay không, và có cải thiện được cái test đi bộ 6 phút của bệnh nhân sau 24 tuần điều trị hay là không. Và tiêu chí phụ đó là cái sự cải thiện được về cái điểm số trên cái thang điểm Kansas City, là một cái thang điểm dùng để đánh giá cái triệu chứng suy tim của bệnh nhân. Và có sự thay đổi về cái phân độ NIHA sau 24 tuần điều trị hay không. Thì trong nghiên cứu Parallax, những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn được tuyển chọn và được phân nhóm, trong đó một nhóm được điều trị với acne so với enalaprin, một nhóm điều trị acne so với vasatan, và một nhóm điều trị acne so với giả dược. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là sự thay đổi cái nồng độ NT-proBNP nó xuất hiện rất là rõ rệt. Có nghĩa là sau 4 tuần điều trị thì cái nồng độ NT-proBNP trên cái nhóm bệnh nhân được điều trị bằng acne nó giảm có ý nghĩa thống kê trong cả 3 phần nhóm. Và cái sự giảm nồng độ NT-proBNP này nó kéo dài cho đến cả tuần thứ 24 của liệu trình điều trị. Và cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và cái thứ hai là cái
test đi bộ 6 phút. Test đi bộ 6 phút là một cái test rất hay được sử dụng để đánh giá về hiệu quả của một cái tiến trình điều trị trong việc nó làm giảm được cái triệu chứng suy tim của bệnh nhân và cải thiện được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Thì qua cái công trình nghiên cứu Parallax thì chúng ta thấy những nhóm bệnh nhân được điều trị bằng apnea cho thấy là làm tăng được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân thông qua cái test đi bộ 6 phút ở tuần thứ 24 của liệu trình điều trị. Như vậy thì kết quả của nghiên cứu Parallax nó là một cái tín hiệu đáng mừng dành cho bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Sao gọi là đáng mừng? Vì nó đạt được cái tiêu chí chính. Cái thứ nhất, nó làm giảm được nồng độ NT-proBNP. Mà phần đầu của cái bài nói này tôi đã nói rồi, nồng độ NT-proBNP càng tăng thì tỷ lệ tái nhập viện về suy tim sẽ tăng, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân suy tim sẽ tăng lên. Đối với bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Và cái thứ hai thì rõ ràng là công trình nghiên cứu Parallax cho thấy là điều trị bằng nhóm apnea giúp làm giảm được triệu chứng suy tim, cải thiện được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Như vậy thì xuyên suốt gần 50 phút của cái buổi hội thảo ngày hôm nay đó, thì chúng ta đúc kết được những cái điều gì? Cái thứ nhất là suy tim với phân suất tống máu giảm hay là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn nó đều gia tăng. Cái thứ hai là những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn có tỷ lệ tái nhập viện vì suy tim cũng sẽ gia tăng luôn, đặc biệt là nếu như bệnh nhân đã có nhập viện trong thời gian gần đây hoặc là nồng độ NT-proBNP cao. Đó là yếu tố tiên đoán khả năng tái nhập viện của bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu trung gian đó có thể có hưởng được những cái lợi ích điều trị giống như là suy tim với phân suất tống máu giảm. Tuy nhiên thì hiện tại đối với những cái nhóm bệnh nhân mà điều trị những cái bệnh nhân mà suy tim với phân suất tống máu bảo tồn thì cái chiến lược điều trị vẫn chưa thấy là có một cái chiến lược điều trị nào nó làm giảm rõ rệt được cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên qua kết quả của công trình nghiên cứu Parallax hoặc là nghiên cứu Paracom-HF thì cho thấy là nếu như chúng ta điều trị với nhóm acne, sacubitril và valsartan, nó sẽ làm giảm được nồng độ NT-proBNP, nó làm giảm được cái thể tích của nhĩ trái, có nghĩa là nó cải thiện được cái cấu trúc của cơ tim thất trái, sẽ là cấu trúc của cái tim trái, và nó làm giảm được cái nó làm cải thiện được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân, và do đó cái tiên đoán là nó có thể nó làm giảm được cái tỷ lệ tái nhập viện trong tương lai của bệnh nhân. Thì hy vọng rằng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó thì tôi cũng đã giúp cho các anh chị hiểu rõ thêm về cái dịch tễ học, sinh lý bệnh cũng giống như là những cái chiến lược điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn hiện nay, và những cái nghiên cứu mới hiện nay cho thấy là có những cái tín hiệu khả quan trong cái việc mà chúng ta mở một cái cánh cửa điều trị đối với lĩnh vực suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Xin chân thành cảm ơn các anh chị. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Trường. Sau đây là câu hỏi và trả lời của bác sĩ câu hỏi chương trình hoặc thích lên để có phần chất bác tốt. Dạ thì hiện tại chương trình đã ghi nhận được một số câu hỏi ở trong phần comment của phần mềm MS Teams. Thì em xin kính mời bác sĩ Trường Vi có thể mở phần meeting chat lên và bác sĩ có thể thấy được những cái câu hỏi mà bác sĩ tham dự đặt câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Trường Duy ạ. Dạ em xin mời bác sĩ Nguyễn Trường Duy có thể trả lời cho những cái câu hỏi này được không ạ? Tôi thấy có một cái câu hỏi của một bạn là thưa bác sĩ, với bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn có phân suất tống máu cao hơn so với suy tim phân suất tống máu giảm, thì trên thực tế tiên lượng của bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo tồn có tốt hơn so với bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm không ạ? Cái này chắc chắn là tốt hơn. Tốt hơn vì sao vậy? Là tại vì đó là qua những cái công trình nghiên cứu hoặc là qua những cái thống kê, những cái phân tích gộp, những cái thống kê lại, thì người ta thấy là
những cái bệnh nhân mà suy tim với phân suất tống máu giảm có tỷ lệ tử vong cao hơn suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Như vậy thì cái tỷ lệ tử vong của nhóm HEPREF là suy tim phân suất tống máu giảm cao hơn so với suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Nên từ đây chúng ta có thể quy đổi ra là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn có tiên lượng tốt hơn so với suy tim với phân suất tống máu giảm. Chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu Framingham thì kể từ khi được chẩn đoán thì sau 5 năm 70% bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm sẽ tử vong. Tuy nhiên đối với suy tim phân suất tống máu bảo tồn thì qua những công trình nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm là 40%, có phần thấp hơn. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn trả lời rất là rõ ràng của bác sĩ Nguyễn Trần Duy ạ. Em xin mời bác sĩ Nguyễn Trần Duy tiếp tục trả lời cho câu hỏi thứ hai của bác sĩ Ngô Phương Thủy. Bạn Ngô Phương Thủy có hỏi rằng là giữa tiêu chuẩn chẩn đoán suy tim phân suất tống máu bảo tồn thì hiện bây giờ đó là chúng ta có HEPREF và OSD đó, thì mình sẽ lựa chọn tiêu chuẩn nào để chẩn đoán? Chúng ta lựa chọn tiêu chuẩn nào cũng được. Giống như là bây giờ là chúng ta có hai con đường cùng đi đến La Mã, bạn đi đường nào cũng đi đến La Mã mà thôi. Chỉ có điều á là con đường nào thì bạn thấy là nó dễ cho mình đi, nó sẽ thuận tiện cho mình thì bạn sử dụng. Chúng ta thấy đó là đối với cái thang điểm H2PEP thì chúng ta thấy là nó khá là chi tiết, là tại vì nó dựa trên chủ yếu là những cái bệnh lý nền của bệnh nhân như là tăng huyết áp nè, béo phì nè, rung nhĩ vân vân. Và dựa trên cái đó chúng ta sẽ tính được là bệnh nhân bao nhiêu điểm để chúng ta quy đổi được cái xác suất tiên đoán dương hay xác suất chẩn đoán dương tính của suy tim với phân suất tống máu bảo tồn của bệnh nhân là bao nhiêu. Còn đối với guideline của OGST đó thì chúng ta nên nhớ là kể từ năm 2016 OGST có đưa ra guideline về chẩn đoán và điều trị suy tim, thì trong đó có cái phần chẩn đoán và xử trí suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Thì đối với guideline OGST 2016 thì để chẩn đoán suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, nó đòi hỏi bệnh nhân thứ nhất là phải có triệu chứng cơ năng. Cái thứ hai nữa đó là bệnh nhân phải có tăng nồng độ của BNP hoặc là NT-proBNP. Cái thứ ba nữa đó là người ta dựa trên cái siêu âm tim, bệnh nhân phải có EF không có giảm, có nghĩa là lớn hơn 40%, cộng với là có bằng chứng sự thay đổi cấu trúc của tim như là phì đại nhĩ trái, phì đại thất trái. Phì đại thất trái có nghĩa là cái khối lượng cơ thất trái lớn hơn 115 gam trên mét vuông da đối với nam và lớn bằng 95 gam trên mét vuông da đối với nữ, hoặc là chúng ta đo cái thể tích nhĩ trái dựa trên PSA đó, nó lớn hơn 34 ml trên mét vuông da, thì khi này đó thì ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân có suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái guideline của OST đó giúp cho người bác sĩ thực hành lâm sàng tiếp cận dễ dàng hơn, chẩn đoán nó tương đối là nó dễ hơn so với cái thang điểm HEPREF của Mayo Clinic đưa ra. Như vậy thì tùy thuộc vào bạn, bạn muốn sử dụng cái tiêu chuẩn nào cũng đều được hết. Có một câu hỏi là mức huyết áp ở bệnh nhân suy tim thích hợp để dùng sacubitril valsartan và liều dùng như thế nào để tránh tác dụng phụ tụt huyết áp? Đúng rồi. Khi mà chúng ta điều trị bằng cái nhóm ACNI sacubitril với valsartan đó thì rõ ràng là chúng ta thấy là qua các nghiên cứu như là Paragon HF thì cho thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân có tụt huyết áp cao hơn so với cái nhóm điều trị bằng valsartan. Tại sao vậy? Là tại vì cái nhóm ACNI đó ngoại trừ có cái thành phần valsartan là thuốc đối kháng thụ thể thì lại có thêm cái sacubitril là một cái chất ức chế neprilysin. Khi mà chúng ta ức chế neprilysin thì chúng ta sẽ làm tăng được nồng độ của bradykinin trong máu của bệnh nhân. Bradykinin nó là một cái chất nó hoạt tính giãn mạch và nó chống lại cái tiến trình sơ hóa phì đại tế bào cơ tim. Chính vì vậy đó thì trong cái ACNI nó có đến ít nhất là hai cái thuốc có hoạt tính giãn mạch, đó là valsartan và nó làm tăng nồng độ của bradykinin. Và chính vì vậy thì cái tỷ lệ mà tụt huyết áp, hạ huyết áp của nhóm ACNI có phần cao hơn so với điều trị bằng valsartan đơn độc. Như vậy thì cái mức huyết áp như thế nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng an toàn cho bệnh nhân, thì chúng ta thấy đó là theo nghiên cứu Parallax, người ta sẽ lựa chọn những bệnh nhân để điều trị là có huyết áp tâm thu lớn hơn 100 mm thủy ngân. Tuy nhiên đó thì chúng ta thấy
Có những cái nghiên cứu như là trong cái nghiên cứu xin lỗi là trong nghiên cứu Paradisum HF thì vẫn có một tỷ lệ một số bệnh nhân đó có huyết áp tâm thu nhỏ hơn 100 mm thủy ngân thì chúng ta vẫn có thể khởi trị với liều thấp của cái nhóm acne này. Như vậy thì không có một cái mức huyết áp cụ thể là bao nhiêu là chống chỉ định đối là có nghĩa là không có một cái mức huyết áp cụ thể là bao nhiêu đó là sẽ an toàn hết. Chỉ có điều là đối với những bệnh nhân có huyết áp tâm thu dưới 100 mm thủy ngân thì khi chúng ta khởi trị với nhóm acne chúng ta nên dùng liều thấp và chúng ta tăng liều rất là chậm và chúng ta theo dõi sát cái huyết áp trên lâm sàng của bệnh nhân. Và cái thứ hai là làm thế nào để tránh tác dụng phụ gây tụt huyết áp. Để tránh tác dụng phụ gây tụt huyết áp đó thì thứ nhất là chúng ta nên nhớ cái thuốc ức chế men chuyển hoặc là đối kháng thụ thể nó sẽ ít có nguy cơ gây tụt huyết áp nếu như thể tích nội mạch bệnh nhân đầy đủ. Do đó trong trước khi mà chúng ta khởi trị nhóm thuốc này cho bệnh nhân, chúng ta phải đánh giá thể tích tuần hoàn hữu hiệu của bệnh nhân song song với huyết áp tâm thu. Có nghĩa là nếu như mà bệnh nhân này hiện tại bây giờ người ta đang có cái tình trạng mà thiếu dịch thì chúng ta nên bù dịch bằng đường uống hoặc là đường truyền trước khi mà chúng ta khởi trị với nhóm acne. Cái thứ hai nữa là người ta thấy những bệnh nhân có nồng độ natri máu thấp trước khi khởi trị nó là một cái yếu tố tiên đoán khả năng sẽ tụt huyết áp trên bệnh nhân được điều trị bằng ức chế men chuyển hoặc là đối kháng thụ thể. Tại vì sao vậy? Là tại vì khi cái nồng độ natri máu thấp nó sẽ kích thích bộ máy cận cầu thận nó phóng ra renin. Như vậy thì nếu như mà những bệnh nhân natri máu thấp chúng ta dùng thuốc ức chế trên cái hệ renin angiotensin thì nó sẽ có thể nó tác động mạnh mẽ trên hệ này và nó làm cho huyết áp bệnh nhân có thể giảm nhiều. Nên những bệnh nhân có nồng độ natri máu thấp là chúng ta nên khởi trị thuốc với cái liều lượng thấp và chúng ta sẽ theo dõi sát trên lâm sàng và chúng ta sẽ có tăng liều chậm tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân. Rồi. Có một câu hỏi là NT-proBNP có phải là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá quá trình điều trị suy tim với phân suất tống máu bảo tồn hay không? À, chúng ta thấy là qua những cái công trình nghiên cứu như là Parallax hoặc là Paragon HF á thì chúng ta thấy là người ta đều sử dụng NT-proBNP chứ người ta không có sử dụng BNP. Tại vì sao? Tại sao lại sử dụng NT-proBNP mà không sử dụng BNP? Là tại vì cái sacubitril á nó có tác dụng nó phân hủy cái neprilysin, nó ức chế cái neprilysin mà neprilysin nó có tác dụng nó phân hủy cái BNP. Như vậy thì khi chúng ta điều trị với nhóm acne thì cái nồng độ BNP của bệnh nhân sẽ bị gia tăng nên nó sẽ không có phản ánh chính xác được cái sự thay đổi đáp ứng điều trị của bệnh nhân nên người ta sẽ lựa chọn là NT-proBNP chứ không phải là BNP vì nó không bị ảnh hưởng của cái acne này. Một câu hỏi nữa của một bạn là nếu acne có khả năng giảm được NT-proBNP có nghĩa trong nghiên cứu Parallax thì có thể được khuyến cáo trong điều trị HFpEF hiện nay hay không? À, chúng ta nên nhớ rằng đó là kể từ khi một công trình nghiên cứu được chứng minh cho đến khi cái thuốc đó sử dụng trong công trình nghiên cứu đó được chấp nhận trong guideline của các hiệp hội uy tín trên quốc tế nó còn phải một cái khoảng thời gian dài nữa. Do đó thì chúng ta thấy là trong hội nghị OST vừa rồi người ta công bố ra cái kết quả của nghiên cứu Parallax, nó là một cái tín hiệu đáng mừng dành cho những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn. Còn hiện nay cái nhóm acne có được khuyến cáo một cách thường quy trong điều trị HFpEF hay chưa thì câu trả lời là hiện tại cho đến thời điểm hiện tại của cái bài nói này là chưa. Chúng ta còn phải đợi những cái cập nhật của guideline OST hoặc là guideline của ACSA trong tương lai để chúng ta xem tiếp là như thế nào. Một bạn đặt ra câu hỏi là nếu sử dụng acne phải ngưng ức chế men chuyển 36 giờ thì trong quá trình ngưng thuốc có ảnh hưởng gì đến tình trạng của bệnh nhân hay không? À, câu hỏi này rất là hay và đôi khi nó sẽ làm đau đầu của các bác sĩ lâm sàng. Chúng ta thấy là trong nghiên cứu Paradigm HF đó là điều trị bằng nhóm acne dành cho bệnh nhân có phân suất tống máu giảm thì khi mà nhóm bệnh nhân mà được điều trị trước đó bằng ức chế men chuyển đòi hỏi phải có thời gian washout, có nghĩa là không sử dụng ức chế men chuyển tối thiểu là 36 giờ thì người ta mới khởi trị bằng nhóm acne. Tại sao phải có cái thời gian washout là tối thiểu là 36 giờ này? Là tại vì chúng ta nên nhớ ức chế men chuyển á, nó làm tăng nồng độ của cái bradykinin nên thành thử ra tác dụng phụ của ức chế men chuyển là nó gây ho. Do đó nhóm acne cũng làm tăng cái nồng độ của bradykinin vậy nên thành thử ra nếu chúng ta sử dụng nhóm acne mà cái nồng độ ức chế men chuyển trong máu bệnh nhân còn nó sẽ làm cho cái nồng độ của bradykinin tăng một cách quá mức dẫn đến hệ quả bệnh nhân sẽ tụt huyết áp rất là thê thảm và bệnh nhân sẽ bị phù mạch. Do đó đòi hỏi là phải
trước khi chúng ta khởi trị bằng nhớ mạch đi, đòi hỏi là cái nồng độ của ức chế men chuyển nó phải không còn trong máu nữa, nên người ta đòi hỏi phải có thời gian wash out là 36 giờ. Nhưng mà trên những cái bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm, thì nếu như mà bệnh nhân này đang đáp ứng tốt với ức chế men chuyển mà chúng ta ngưng ức chế men chuyển trong vòng 24 giờ thì có khả năng là tình trạng suy tim bệnh nhân sẽ tiến triển nặng lên. Do đó trong thực hành lâm sàng, thường là nếu bệnh nhân đang được điều trị bằng ức chế men chuyển trước khi mà chuyển qua giường nhớ mạch đi, thì chúng tôi có khuynh hướng là chúng tôi chuyển qua giường vành sạc tăng. Có nghĩa là thí dụ như bệnh nhân đang được điều trị với enalaprin 10mg nhưng 2 lần một ngày, thì tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua điều trị với là vansartan 160mg nhưng 2 lần một ngày, tối thiểu là 2 ngày là 48 giờ rồi sau đó tôi mới chuyển bệnh nhân qua sử dụng cái nhớ mạch đi. Có như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân, vì chúng ta vẫn dùng một thuốc ức chế hệ renin angiotensin trong cái quá trình mà chúng ta quá sau này. Theo cái trong cái chat list đó, thì không còn câu hỏi nào nữa. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Dạ, dạ. Con phần trả lời của Nguyễn Đường Kiên tức là rõ ràng. Rõ ràng. Đi của tụi em thì học được phần trình bày như là phần bất. Em xin cảm ơn những chia sẻ dẫn và bổ ích của thằng Tiệp. Và em hy vọng với những thông tin chia sẻ để giúp cho các bác sĩ cũng như áp dụng được trên lâm sàng, mang lại kết quả tốt trong quá trình điều trị cho bệnh nhân suy tim có phân số tống máu bảo tồn. Em xin cảm ơn sự theo dõi các bác sĩ, dược sĩ và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của công ty Novartis ạ. Dạ cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự chương trình ngày hôm nay ạ.